Dù chưa chính thức thông báo trên mạng xã hội nhưng những động thái mới nhất của Xin khiến fan tin rằng cô nàng đang công khai tình cảm với Ngô Đình Nam sau đoạn clip thông báo có bạn trai rầm rộ trước đó không lâu. Thời gian qua, cái tên của hot TikToker Xin, Bùi Thảo Ly và TikToker Ngô Đình Nam có thể nói là từ khóa mà toàn dân mạng đều đồng loạt quan tâm chú ý. Theo đó, Xin đã có màn công khai khóa môi cực tình với bạn trai, lại còn dùng công nghệ AI để che giấu danh tính, khiến netizen không khỏi tò mò. Và nhân vật bị réo tên nhiều nhất nằm trong vòng nghi vấn là Ngô Đình Nam. Giữa lúc dân mạng đang lùng sục soi dấu hiệu yêu đương, Xin và Ngô Đình Nam liên tục dính lấy nhau với tần suất dày đặc. Thậm chí, cả hai còn xách vali cùng nhau đi du hí ở Hàn Quốc. Loạt khoảnh khắc tình tứ của cả hai ở xứ sở kim chi khiến fan ở nhà ai nấy cũng đều dần dần. Vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Xin còn có động thái xác nhận tình cảm với Ngô Đình Nam khiến hội fan couple dần dần. Theo đó, nữ hot TikToker đã đăng tải đoạn video khoe nhan sắc xinh đẹp như idol với loạt outfit lung linh đủ mọi phong cách từ cá tính đến bánh bèo. Đặc biệt, đoạn sau clip, Xin đã để Ngô Đình Nam lên sóng, cả hai còn bắt chen hot giữa các cặp đôi với nhau. Bên cạnh đó, Xin còn chèn thêm đoạn nhạc tình yêu Love Story đình đám của Taylor Swift. Trước đó, người hâm mộ tỏ ra thích thú với loạt hình ảnh cả hai cùng diện một kiểu áo, nam đeo túi, xách đồ cho Xin đi mua sắm, chấp nhận ăn thừa đống đồ ăn bạn gái để lại. Từng nhiều lần dính nghi vấn đang bí mật hẹn hò, nhưng Xin và Ngô Đình Nam thời gian gần đây mới ngày càng công khai tình cảm thân thiết nhiều hơn. Nhiều người cho rằng đây có lẽ là những bước tiến mới trong mối quan hệ cả hai dần dần công khai đến bản dân thiên hạ. Các fan ship couple thì đang mong ngóng ngày cả hai lên tiếng xác nhận để cùng nhau chúc mừng và chung vui. Trong chuyến đi Hàn lần này, ngoài Xin và Ngô Đình Nam còn có sự xuất hiện của thầy Beo U40. Trên trang cá nhân, thầy Beo từng đăng đàn phốt cặp đôi để mình ăn cơm chó suốt 7 ngày ở Hàn Quốc. Thậm chí, một cuộc nói chuyện giữa Xin và thầy Beo trước chuyến đi cũng được dân tình đào lại và khẳng định chắc nịch về chuyện tình cảm của cặp chị em Xin, Ngô Đình Nam. Cụ thể, thầy Beo U40 đã có màn chất vấn Xin, anh hỏi thằng Xin đi Hàn cùng ai. Đáp lời thầy Beo U40, Xin trả lời khéo, cô cho biết đi Hàn có nhiều người đi cùng. Thầy Beo liền phủ đầu, có người ấy đi chung không? Ngay thời điểm đó, Xin không giấu được sự ngượng ngùng, cô nói, em đi có người yêu đi cùng mà, người yêu em dẫn đi ngắm hoa anh đào. Y như rằng trong những hình ảnh sau khi được công khai, Xin và Ngô Đình Nam đã có mặt cùng nhau tại Hàn Quốc. Trong một lần xuất hiện tại một sự kiện trước khi đi Hàn, Ngô Đình Nam và Xin còn bị soi độ thắm thiết, chăm sóc đầy tình cảm ở chốn đông người. Thậm chí, khi được truyền thông hỏi thẳng về mối quan hệ, cả hai đều tỏ vẻ ngượng ngùng, từ chối trả lời, riêng đàn trai còn đỏ mặt và phải bỏ chạy. Chưa hết, các fan còn soi ra được khoảnh khắc Ngô Đình Nam để lộ ảnh nền điện thoại, không ai khác chính là hình của Xin. Dù không công khai nhưng với những chi tiết trên, các fan cũng đã đủ quán quéo, tiếp tục đẩy thuyền ngày càng kịch liệt hơn cho hai TikToker.